Chúng tôi xin được đưa tin nhanh về vụ việc một thanh niên tại thành phố Buôn Ma thuộc cây cú sau khi chia tay đăng clip nhạy cảm lên mạng xã hội để làm nhục tình cũ. Được biết hiện cô gái đang ở trong tình trạng lo lắng và hoảng loạn. Sáng 7 tháng 1, công an thành phố Buôn Ma thuộc tỉnh Đắk Lắk cho biết đang giữ hình sự đối với đối tượng TTC, 33 tuổi, ngụ phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma thuộc để điều tra về hành vi làm nhục người khác. Trước đó ngày 22 tháng 12 năm 2022, một người phụ nữ ngụ thành phố Buôn Ma Thuột đến phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Đắk Lắc tố cáo việc bị kẻ xấu chiếm dụng tài khoản Gmail và Facebook rồi tung những clip nhạy cảm. Vào cuộc điều tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Đắk Lắc phối hợp với công an thành phố Buôn Ma Thuột xác định đối tượng gây ra vụ việc trên là TTC. Ngày 5 tháng 1, lực lượng công an đã triệu tập C lên làm việc tại cơ quan điều tra. Bước đầu đối tượng khai nhận, năm 2019, C và cô gái trên có quan hệ tình cảm yêu đương với nhau. Trong thời gian này, hai người đã có quan hệ và C dùng điện thoại quay lại clip. Đến cuối năm 2021, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và chia tay. Bực tức, C đã tìm cách chiếm dụng tài khoản Gmail và Facebook của bạn gái cũ và dùng sim rác tạo thêm một tài khoản Zalo mang tên của bạn gái cũ từ ba tài khoản này, C đã gửi các clip trước đó cho nhiều người thân và bạn bè của cô gái. Theo cơ quan công an, hành vi của C đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của bạn gái cũ. đã có không ít vụ việc các cặp đôi chia tay tình cũ lấy clip hình ảnh nhạy cảm tống tiền, thậm chí khống chế, uy hiếp, làm nhục người kia. Chính vì thế các cặp đôi khi trong mối quan hệ tình cảm cần giữ sự riêng tư cẩn trọng để không phải gặp những tình huống ái âm tương tự.